Đây là quán Ba Ba lâu đời ở Hà Nội. Quán chuyên về Ba Ba và làm các món Ba Ba rất ngon như Ba Ba hồng xíu, Ba Ba rang muối, lẩu chuối đậu. Có rất nhiều loại đồ nhậu ăn kèm khác. Quán được thiết kế rất đẹp, hoài cổ và rất lịch sự. Quán có nhiều phòng riêng để tiếp khách, giá cả cũng hợp lý. Bạn hãy đến và thưởng thức nhé.